Ông mình mới là ngu chứ. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bùi đây và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và hôm nay sau cái video kỳ trước là chúng ta đã có được một cái ruộng nó rất là ngon lành cành đào rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái tuần thứ hai của cái việc mà trồng mấy cái này. Còn 10 phút nữa là nó ra rồi. Và bây giờ tôi sẽ gọi là lấy tiền ra để mua cái gì đó. Tôi có thể mua được cái gì đó từ từ. Trước tiên thì mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xây nhà này, xây hết. Ôi tôi có được căn nhà này. Ở đây là gì đây? Oh my god. No, mày chơi vậy là hơi kỳ nha mày. Ok, chúng ta mua được ba cái này nữa. Nhìn được thế nhờ. 10.000 ngàn rưỡi. Ok, bây giờ có nước rồi nè. À cái màn nước là có, tôi nhớ có con mèo á mọi người, con mèo. Meow. Cái này mua, tôi mua cái gì vậy? Tôi mới mua cái gì á? Tôi nhớ tôi mới mua cái gì. Decoration, mua đồ trang trí. Trang trí luôn. Ok, à mấy cái đồ. Ôi trời, đi ngang qua vậy hả? Vậy mày để cửa làm chi vậy? Hả, tốn tiền tao mày. Mày để cửa làm chi tốn tiền tao mày. Còn gì để mua nữa không? Dường như là không còn gì để mua nữa mọi người ạ. Và bây giờ chúng ta phải gọi là chơi thủ tới màn thứ 5 để chúng ta lên tầng thứ 2. Để coi, bây giờ tôi sẽ chơi thử màn bên đây đi. Tao quay defense. Ủa cái này cần phải thủ tới màn 18 mình mới chơi được bên đây. Ok, bây giờ chúng ta phải chơi tới màn thứ 5 thôi. Tốc độ nhanh một tí đi, crazy fast luôn. Dễ thôi. Màn thứ mấy? Màn này màn thứ 2 đúng không? Ok mọi người đợi mình tí. Mình sẽ chọn ba thằng này. Let's go. Lẹ. Thủ nhanh. Được nha. Ok, zombie sắp tới rồi này. Ơ chết. Hay nha. Bậy rồi. Đây lại hai tầng nó mới đúng. Thôi kệ không sao. Mọi người đỉnh cao như tôi làm được. Lo được. Không sao. Tôi lo được. Tôi hơi ngu tí nhưng mà không sao. No, bị chậm rồi. Ôi tốc độ nhanh quá mấy má. Tôi không thua đâu. Đây bây giờ tiền nhiều lắm rồi, bây giờ tôi sẽ mua mấy cục gạch ngoài đây. Bắn mấy cục nó đi, cố lên. Trời ơi cái quả ốc chó nó cứng ghê luôn á. Ừ nó cứng thấy mụ nội luôn. Giờ tiền xài không hết rồi. Một trận zombie rất là mạnh đang ào ạt tới. Đang ào sợ. Đây tao mua mấy hạt ốc chó đỡ đòn này. Ok. Ui đúng là tôi làm. Ủa xong rồi, tôi đã có được một cái cây đậu bắn ra băng. Tại sao lại không net level? Tiếp, lần này không thua. Rồi, vô. Lên mấy mắt. À, mày ở đây à. Xây nhanh. Tôi bị chậm rồi đó, thấy chưa? Mới có một tí, bắt đầu có cái con zombie nó đeo cái bảng hiệu gì kìa. Bắn thấy mụ nội mày luôn. Ủa sao bây giờ không thấy thanh máu nữa? Wait what? Yo bro, mày lừa à? À thấy thanh máu rồi. À phải bắn bể cái nón nó mới thấy được thanh máu mọi người ạ. Tôi quên nữa. Thôi kệ không sao. Tôi lo được. Tôi quên là cho mấy con băng vô mọi người. Thôi kệ không sao. Ok. Đây, chỉnh lại hết được nha mọi người, chỉnh lại hết được. Má nhiều quá. Trời ơi, tôi thu hoạch không kịp luôn bà nội. Từ thôi, bà nội mày. Giờ tôi cho thêm mấy cái quả ốc chó vô. Gì? Zombie attack. Bạn sẽ nhận được 100. Từ mọi người. Zombie sắp tới rồi, bây giờ mình... Đâu rồi, nó đâu rồi? Tấn công ở đâu? Đi đâu? Ủa nghe nói nó đang tấn công thành phố của chúng ta mà. Đây mọi người. Let's go. Oh my god. Tao ở đây để lấy não của tụi mày. Lẹ đi, đừng gáy nữa. Cái gì đây? Chuyện này rất là tồi tệ. Giờ sẽ phải sao đây? Oh, zombie. Chạy anh em ơi. Chạy đi. Bắn chết cha nó đi. Con này là con chùm anh em à. Trời ơi nó đạp tôi kìa. Hơi bắn nó. Tại sao mày không bắn nó? Hình như là cái con này nó bự quá, chúng ta bắn không nổi anh em à. Oh my god, giết được con boss này chúng ta sẽ được 100.000. Em trồng cây cái kiểu ban đêm thì làm sao mà nó ra được cái gì nó ghi đây. Chạy anh ơi, ôi không. Ừ anh cũng ông thôi. Dụ nó ra đây, đừng có để nó đập bởi cái bồn. Chúng ta sẽ chiến đấu để chống lại cái con gì ta? Giáo sư zombie này ha. Tôi hiểu rồi, nếu mà tôi đoán không lầm đây là những cái mà máy đang bơm máu cho nó đúng không? Phải không vậy? Để mình đặt cái máy này coi nó có bắn không nha. Bắn nó.
có bắn không? Làm sao đây? Oh no, có một thanh niên đã bị bắn chết. Thôi tôi nghĩ là chúng ta không đấu lại được rồi mọi người à. Giờ sao đây? Chúng ta không đấu lại được con zombie này rồi. Tôi mới cấp thấp mà làm sao mà tôi mua được những cái cây kia? Anh chưa bao giờ chơi, em chắc anh chơi rồi. Cái này là cái súng bắn zombie mà đúng không? Trời ơi, cái bông hoa này của tôi nó hơi... À, cái này chỉ là làm chậm thôi mà. Ừ, nó chỉ là làm chậm thôi. Đứng lên cục phun nước. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ tới đây để tôi làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tới đây. Đứng lên cái cục này. Nó. Rồi tính ra là... À, cái quá trình mấy cái cây đó đang làm á mọi người. Ok. Cái cây nó đang tích tụ cái gì đó tôi không biết. Mình mới là ngu chứ. Em đi học đây ba anh. Trời ơi, mày đang giải cứu thế giới mà mày đi học. No, người anh em. Chạy anh em ơi. À, mình sẽ làm chậm thằng zombie này. Mày lại đây. Mày sẽ bị làm chậm. Mặc dù là cục băng nó nhỏ xíu thôi, nhưng mày sẽ bị làm chậm. Thôi, đấu tranh bảo vệ công lý. Bắn nó đi. Mày đã không... Ok. À, cái đó là cái kế hoạch của tụi nó. Trời đất ơi, cái kế hoạch của nó thành công rồi. Ủa? Đây là nhà tôi đâu? Nhà tôi đâu? Hãy nói đây là nhà của tôi. Ok, nhà của tôi. Nhà của tôi rất là bé bỏng đáng yêu. Trời ơi, tôi lấy được 100.000 tiền. Ủa, mình đi đánh chùm chi trời. Má, có 100.000 tiền thôi mà nó tốn thời gian anh em chúng ta không sao. Một ngày nào đó tôi sẽ đánh được con chùm này. Nhưng mà hiện tại thì không. Má, làm tao đang đấu với con này. Skip quay đi. Trời ơi, sao kiếp quay tốn cả đống tiền. Không. No. Những cái này hơi chậm. Từ racy fast. Rồi, nhanh lắm rồi. Ok, vô. Đây. Let's go. Rồi, nhấc đi. Đấy, nó nhúng như vậy mới đúng này. Tới đi em ơi. Lên. Hai cái bông. Rồi tới cái kia. Let's go. Cái này ở đây. Rồi, ok, đẹp rồi đó. Bắn nó cũng nụ đi. Let's go. Let's go. Ok. Mày thằng kia, mày tới đây làm gì? Mày không giúp tao, mày còn giẫm bông, giẫm lên cái cây vườn nhà tao nữa. Tao có công an tới. Tao báo công an. Tao nói tao báo công an. Lại lên. Đúng rồi. Mày đã bị làm chậm. Đồ ngốc. Không rồi, mỏi tay quá. Tao nói nó mỏi tay quá đi. 175. Ôi trời ơi. Bắn nó đi. Phải thế. Tụi bay ra đây, chắc tao sợ. Mấy quả ốc chó không? Nó thông minh như là cái con ốc chó vậy. Ừ, mấy này nó không lấy não nữa. Ủa, cái này cái não hả? Tôi tưởng quả ốc chó không á. Next level nữa, hình như là một level cuối nữa. Xong màn này là ok nè. Xong màn này là chúng ta có thể gọi là nâng cấp được cái tầng kia. Ôi chết rồi. Không sao. Được. Vẫn ổn. Cái này. Đây. Bắn nó. Ôi chết. Cắn đi. Khi nào cắn cho đã vô đi. Cắn cho đã vô đi. Tôi người là ông chùm thủ nhà mà. Lo gì. Ghê. Chả biết ghê mẹ. Nhé. Tiền nhiều mà. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để ăn bánh mì. Đây. Chú em đừng lo. Ô mày kết luôn á. Dư tiền quá thì làm gì? Ủa, có thằng nào nó chạy vòng vòng ngoài sân tôi vậy? Cắn đi. Mày ngon mày cắn đi. Nó bắn cũng hơi mạnh đấy. Úi giời. Tưởng gì? Được cái gì đây? Ồ, thằng này hình như là nó bắn ra hai viên này. Ồ, được nha. Bả chạy nha, từ từ để tôi đi ra tôi coi cái đã, từ từ. À, chúng ta phải hoàn thành một màn nữa. Defend 5 tu unlock. Thiếu, không sao. Chuyển nè, chuẩn bị nè, màn cuối nè nha mọi người. Màn cuối và chúng ta sẽ tránh ra đừng có dẫm vô vườn nhà tao. Vườn nhà tao là hoa lá cành vàng nha mày. Mày động vô đi nha mày. Xuống sát với mày luôn. Lại. Đây. Bóc. Đã chưa, giòn tan chưa. Bắn mày giòn tan chưa. Trời ơi, tao tưởng thằng nào nó chạy vô nó cướp của nhà tao. Như thằng này cần hai ốc chó mọi người ạ. À. Định làm khó tôi nhưng mà khó lắm. Bắn chậm nó đi. Nó sẽ bị làm chậm. Ok. Hai ốc chó đó lát bán cũng được, không sao mọi người.
ok ok. À, tôi cứ quên cái bông, cái bông kia hoài. Mệt, mệt mỏi, mệt mỏi. Đây đây đây, tuyệt vời tuyệt vời. Mày cứ vào đây và tao sẽ cho mày ăn hai viên. Đấy, bây giờ là lên mấy thằng hai viên hết mọi người. Và bắt đầu chúng ta sẽ bán mấy thằng một viên. Giàu mà. Nhiều tiền mà. Nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền. Bắn tụi mày ỉa chải luôn. Bắn tụi mày ỉa chải luôn. Ok, let's go. Đây mới thực sự gọi là AK nè mày, chân mệnh thiên tử. Ui bây giờ nó sinh ra cho tôi cái này. Nếu mà cái bông này thì chúng ta chỉ cần một bông thôi, thì cái này nó cũng khá là dễ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng thứ hai thôi. Ủa cái tầng thứ hai của tôi đâu? Ui chúng ta có tầng trên rồi kìa. Bây giờ tôi sẽ đi. Wow. Mua. Không cái này nó bung tiền quá, nó bung tiền quá mọi người. Bạn thiếu 15.000, bạn cần phải thủ tới màn thứ 10 không sao. Ui bây giờ là bây giờ tiền, bây giờ ánh mặt trời của tôi là tôi không bao giờ sợ thiếu luôn á mấy má. Ok. Ui cái game này hay nha, chắc là tôi sẽ làm một cái series chơi cùng cái này anh em nhờ. Cái này chơi hay nhờ. Bây giờ chúng ta có tầng thứ hai để có thêm được nhiều mấy cái ánh mặt trời. Mua cái này luôn. Mày nghĩ tao thiếu tiền à? Không, tao thiếu thiệt. Còn gì để mua không ta? Ui. À, nếu mà mình mua hai cái sàng lọc này là nó sẽ cho mình thêm tiền này. Ví dụ đi, cái này là nó nhả ánh mặt trời ra đúng không? Là bao nhiêu? 10 đồng. Rớt xuống đây là được 25 đồng. Làm giàu rồi. Làm giàu không khó anh em mà. Làm giàu không khó. Chỉ có thể là nhà của tôi. Không, tại nãy tôi bỏ 13 Robux ra để nó auto collect mà. Nó khá lời. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta đã có được tầng thứ hai rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Đừng quên nhấn vào nút like cũng như nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Hôm nay chúng ta đã gọi là được diện kiến ông tiến sĩ zombie. Chúng ta một ngày nào đó sẽ tấn công được nó và phải giết được nó. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye. Peace.